客气。hơn nữa. Song Song 小姐。Song Song 小姐。Bây giờ chúng ta sẽ đi sao? Công tử, nơi đây cách kinh thành không xa nữa. Không lâu nữa là chúng ta có thể gặp được Lam Nhi rồi. Mong rằng sẽ còn có cơ hội đến chỗ này để sinh sống một khoảng thời gian dài hơn nữa. Tránh ra, tránh ra. Có ngựa kìa. Lam Nhi, tránh ra, tránh ra. Ngựa ơi đừng chạy. Ngựa ơi. Lam Nhi, Lam Nhi, người ta đang lên đường mà. Muội đừng đứng ở đây nữa. Đi nào. Lam Nhi. Lam Nhi, thật ra con đang ở đâu? Tới lúc nào A Mã mới có thể tìm được con? Thập Ngũ A Ca. Kế hoạch người điếc. Thủ lĩnh, phải làm như thế nào đây? Hành sự theo kế hoạch đi. Song Song, đi đường như vậy, muội có mệt không? Có huynh bên cạnh muội không cảm thấy mệt. Hơn nữa, chúng ta cũng sắp đến kinh thành rồi, có thể tìm được Lam Nhi thì càng tốt. Thiếu gia, hết nước rồi, ta đi tìm nước đây. Tiểu Lục Tử, để ta được rồi. Cho ngựa nghỉ ngơi và sẵn tiện cho ngựa ăn đi. Được. Thập Ngũ, huynh phải cẩn thận đó. Ngô huynh, thôi đi, ai cũng có phụ mẫu, tha cho hắn đi. Đa tạ Ngô huynh cứu giúp, sao huynh lại biết chúng tôi ở đây chứ?
Từ lúc các người ra khỏi thành Tô Châu thì ta luôn đi theo các người. Thì Gia Ngô huynh luôn âm thầm bảo vệ ta, khó trách trên đường lại bình yên như vậy. Không cần khách sáo, chắc là bây giờ huynh đã biết được trong triều ai muốn lấy mạng của huynh rồi chứ. Chỉ đáng tiếc ta không thể tương trợ. Lấy tiền của người ta thì làm việc cho người ta. Nhiệm vụ lần này của ta xem như đã thất bại. Nhưng ta vẫn không thể nói cho huynh biết là ai mướn ta. Ngô huynh không cần khó xử, trong lòng Vĩnh Viên hiểu rõ. Muốn lấy mạng của ta là chuyện nhỏ, nhưng họ nguy hại xã tắc, làm hại bá tánh mới là quan trọng. Đợi sau khi về kinh, nhất định sẽ trừng trị bọn gian tặc này. Sau này, huynh nhất định phải làm một vị hoàng đế tốt, quản lý đại thanh cho thật tốt, để cho bá tánh có thể an cư lạc nghiệp. Nếu không, ta nhất định sẽ đến đây lấy cái đầu trên cổ của huynh. Xin cáo từ. Chúng ta đã thất bại rồi. Không biết từ đâu ra một người đàn ông liên thủ với thập ngũ A-ca. 15 người đi cùng với chúng tôi toàn bộ đã bị giết sạch, ngoại trừ ngươi. Người nói rất đúng, toàn bộ đã bị giết. Đa tạ đại nhân. Cho dù các ngươi có thể giết được thập ngũ A-ca, ta cũng không thể để các ngươi sống. Xem ra thập ngũ A-ca đã chuẩn bị về kinh thành. Xem ra mình phải mau hồi kinh báo lại với Hòa đại nhân mới được. Nhưng làm gì? Chỉ còn cách sau này để đi tìm vậy. Một chút chúng ta tìm nơi để nghỉ ngơi. Xong xong, chúng ta vào khách điếm này dùng bữa đi. Khách quan, mời vào. Khách quan muốn dùng gì? Cho một đĩa thịt lừa. Người thấy có được không? Thiếu gia nhất định là biết ta nhớ món thịt lừa ở kinh thành. Cho một dĩa thịt gà và vịt quay nữa. Còn những món khác thì theo ý của ngươi đi. Được, sẽ đến ngay. Đông Phương tiên sinh quả thực cao siêu, khâm phục khâm phục. Không dám không dám. Chúng ta tiếp tục nào. Để tôi ra đề. Kinh thành quả thật là có khác. Khắp nơi đều là những người có học thức. Thật không hổ danh là thiên hạ đệ nhất thành. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Thú vị của kinh thành còn rất nhiều nữa cơ. Song song, cô phải đến khắp nơi để vui chơi đó. Xem ra những người này đều là những thư sinh lên kinh ứng thí. Tiểu lục tử, có phải là sắp tới Trung Thu rồi không? Đúng vậy, sắp tới Trung Thu rồi. 10 năm vàng sắp không ai biết. Nhất cử thành danh thì thiên hạ đều biết. Mong rằng họ đều được như ý muốn. Hy vọng ai ai trong họ đều có tên trong bảng vàng. Chủ tử, chúng ta cũng đã về đến kinh thành rồi. Người không định về cung sao? Muốn về, nhưng làm sao mà về chứ? Dẫn song song vào cung sao? Cô ấy nhất định không chịu. Hơn nữa, cũng không có luật lệ này. Năm xưa, lúc Hoàng A Mã ta vẫn là thân vương, ông ấy đã lấy hai thê thiếp, cũng chính là vì người Hán, nên đã không thể nào vào cung. Tới cuối cùng thì vẫn được sắp xếp ở trong Sướng Xuân Viện, trong Thiên Cung. Trên đường tới đây, ta luôn tìm cơ hội để nói với song song thân phận thực sự của ta. Nhưng lúc muốn nói, lại không biết mở miệng như thế nào. Càng sợ mất đi cô ấy, thì càng khó mở miệng nói. Nhưng chủ tử,
Nếu người không chịu nói thì sau này sẽ càng phiền phức hơn đó. Ta biết. Huống chi bây giờ trong tay ta còn có chứng cứ phạm tội của bọn gian tặc. Hòa thân Dương Mỹ Ba và chi phủ Tô Châu, ta cũng đang nôn nóng diện thánh để xử lý việc này. Chủ tử, theo nô tài, nếu trong một lúc người không về cung, nô tài sẽ đi liên hệ trước với những người thiện bộ danh, âm thầm hộ giá. Lần trước những người mai phục bên bờ sông muốn hành thích chủ nhân, người chẳng phải cũng nói là giống những người thân binh, chồng phụ của Dương đại nhân sao? Nô tài sợ bọn tiểu nhân này sẽ làm hại chủ nhân. Bọn họ dám sao? Tiểu quý tử, theo ngươi thì ta nên làm như thế nào đây? Nô tài vô dụng, không thể phân ưu với chủ nhân, xin chủ nhân giáng tội. Ngươi đứng dậy đi nào, ta không trách ngươi. Tiểu lục tử, song song tiểu thư, thập ngũ, sao sắc mặt của hai người lại đầy tâm sự như vậy? Chủ nhân luôn lo lắng đến sức khỏe của Thạch lão gia, lại sợ cho con trâu đại xương sẽ gây bất lợi cho Thạch lão gia, nên trong lòng luôn lo lắng. Muội đã nghĩ được một cách, đã đến mùa thi cử rồi, huynh hãy đi tham gia ứng thí đi. Nếu có thể thi đậu trạng nguyên thì chúng ta không cần sợ cha nhà họ Chu nữa. Muội chẳng phải là không muốn huynh làm quan sao? Tuy muội không thích, nhưng bây giờ vì muốn bảo vệ cho Thạch gia thì chỉ còn con đường sống này thôi. Vậy tiểu thư ơi, người đang bên cạnh cô đã là vị quan dưới một người mà trên vạn người rồi, cô còn bảo người ấy đi.